Ơi, chờ đây, mình sẽ giới thiệu cái đàn guitar gỗ nha. A001. Thương hiệu guitar gỗ thì nó cũng khá là quen thuộc với lại anh em chơi đàn rồi. Cái đàn này mình bán qua sử dụng cái đàn này nó khoảng ngoại hình nó cũng khoảng 90%. 90%. Cái đàn này nó không có tay chỉnh cần nha, khóa thì nó cũng ok. Guitar gỗ thì có lẽ là gỗ rồi, sàn đen luôn, tiếng cũng khá là hay nè.